Mình chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Chân Miền Tây Học Hỏi Và Sáng Tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ về mình chế một cây thang ship thông minh nha cô chú anh chị và các bạn. Thì lúc trước mình có chế một cây thang ship thông minh chữ A, mẫu đó thì mình đã làm rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chế một cây ship chữ A mà thông minh. Thì cái mẫu này là cái mẫu mới nha. Thì mình sẽ làm chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem còn mình làm như thế nào nha. Rồi, mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem video của mình, thấy video mình có hay hữu ích để đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Mình chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Rồi nó ra rồi, mình sẽ làm từ từ những chi tiết cho cô chú anh chị và các bạn xem. Thì ở đây là mình sử dụng là sắt hộp 3 vuông với 25 vuông đều dày 1.4 nha. Thì cuối video mình sẽ chia sẻ kích thước rồi cho cô chú anh chị và các bạn dễ hiểu hơn nha. Rồi
Rồi thì video của mình nó cũng hơi dài nha cô chú anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha. Thì mình đang hàng cái móc ở trên đầu thang nha cô chú anh chị và các bạn. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp phần 2 để hoàn thiện một cái thang thông minh như thế nào nha. Rồi mời cô chú anh chị và các bạn đón xem nha. Rồi hẹn cô chú anh chị và các bạn lại clip sau nha. Ok, bye bye.